ba. Ok, thích bài chàng ăn, ok. Hey, mình là Dưới đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game The Crew 2 này. Và hôm nay tụi mình có một chuyến đi phượt bằng những xe mô tô này ha. Thì hôm nay mình đi con Kawasaki Ninja H2 như cầu các bạn. Và Cù đi con Suzuki GSX S1000. Khôi đi con BMW S1000RR. Và Thiện đi con Kawasaki Z1000. Thì Thiện chỉ có từ đầu tới cuối đúng mỗi con Z1000 thôi nha. Các bạn thông cảm cho Thiện nha. Nhà nghèo bá má keo. Rồi và hôm nay tụi mình sẽ xuất phát từ thành phố San Francisco, đi từ bên này đi tới cái đoạn bên này và tụi mình sẽ test max speed với nhau ha, ra cái đường cao tốc này, chỗ mà mình với Khang test rất là nhiều lần. Và hôm nay mình sẽ test thử lại xem là H2 với lại BMW con nào ăn. Ok, và mình đi thôi. Ủa, ok, đi nè, đi nè, đi nè, Thiện đi trước đi Thiện ơi. Đi Thiện, Khôi rồi Cù rồi tới anh đi. Rồi và con này mình độ sơ sơ nha các bạn, độ một bộ đi, đi kỳ cụ độ cây bô gọi là full system và có titanium luôn nha các bạn. Nó độ màu lên đổi màu rất là đẹp. Trời ơi. Hai con xe nó không cho mình đi kìa. Đây cho các bạn xem cây bô nè. Đó, từ chỗ cổ bô ra tới cây bô luôn. Lên màu rất là đẹp. À, xe mình thì không có độ gì hết á, xe này full carbon thôi. À, trong game nó như nào thì mình độ như vậy ha. Cái này mình cũng đã từng độ rất là nhiều rồi cho các bạn xem rồi. Con này hiện tại mình gắn full đồ nha các bạn, cho nên nó chạy rất là bốc luôn. Và con này chạy được vô lăng. Yeah. Đó, đó, đó. Con này chỉ trâu lực lượng. Đó, 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 đó. Ôi. Xe đông quá vậy. Búp. Hồi lâu rồi á, cái đợt mà mình test lúc trước á là con H2 này nhà phát hành game The Crew 2 á không có cập nhật cái tiếng của nó ha, cho nên là các bạn không thể nào nghe rõ được cái tiếng Super Chat. Nhưng mà bây giờ nó đã có cái tiếng Super Chat rất là rõ khi mà các bạn thòng ra về các bạn nghe nè. Đúng đúng, gọi là tự giả cho mặt mình luôn á. Mấy chuyện kia chỉ có không phải rồi thôi. Ăn nguyên cây luôn chứ. Đó, các bạn có thể nghe được không? Ok, và tụi mình đi tiếp nha. Đùa không? Đùa không? Sao? Vô, đậu lại đua nè. Đua sơ sơ tụi đây đó nè. Chắc anh vừa chạy trước luôn á. Chạy luôn, ra đây. Đậu yên đi, đậu yên đi. Cá mập ra đây. Sao? Ây da. Có ra đen biểu. Từ từ chạy lên trên chỗ Cù với lại Ờ mình đứng đây đi, mình lên. Ờ đua đều 4 chiếc chứ. Chấp cái gì? Đi xe mạnh là chấp người ta hả? Anh coi em bốc đầu từ đây tới đó luôn mà. Chết rồi. Ê, đây đậu nè. Rồi, ok, đậu ở đây. Thôi, đậu yên đi còn nhích. Rồi, Khôi nó chấp cho nên Khôi nó đứng trước. Ừ. Chấp á hả? Quay, ok. Cụ vô cụ. Rồi. Đếm nha, 1, 2, 3. Hai đâu? Ba đâu? Ai rồi, ông không nghe hả? Không nghe số 3 luôn á. Thôi chết đi, để số tay rồi quên. Không đem đi cho nha. Ok. Ê! Sao muốn đưa lại đường thẳng nè? Ok, dừng lại đi, đưa thẳng, đưa lại. Ê, đưa lại, đưa lại. Nhảy quá. Thôi gà quá mà. Hiện bay mất tiêu luôn. Dừng nghe dốc chưa? Ok nè, hợp lý nè. Em đang để số tay mà em quên, em tưởng nó là để dạng lắm. Rồi động. Rồi, vô Thiện ơi. Đua từ đây tới cái điểm chấm luôn nha. Cái gì vậy? Lùi lại Thiện. Con này mình thích để con thứ nhất hơn là để con nhập thứ ba nha, tại vì xem Thiện 4 bô luôn. Thứ ba xấu lắm. Ờ, với ngày 4 bô mà. Rồi, ok, vô đếm nè. 1 2 3
Rồi, cả nếu không đếm số 3 luôn chứ, thua thiệt. Ủa, có đếm số 3 mà. Ủa, mất tiền số 3 luôn. Có gì kỳ vậy, thôi thôi, ai đếm đi, chán quá, anh rõ ràng đếm số 3 luôn. Thua. Có, đếm số 3, ra video coi đếm số 3 rõ ràng. Các bạn có nghe mình đếm số 3 không? Có mà. Rồi, học đếm mà quên đếm số 3 mất tiêu. Rồi, ai đếm đi, ai đếm đi, chán lắm. Quay về đây. Rồi, bây giờ ai đếm đi, ai đếm đi. Diễm thầm đếm nè. Thôi đếm à. Được chưa? 1. Kể đếm sao đâu. Vô nè, 1 2 3. Cô tay Khôi ơi. Ồ, hay quá. Quá phải vậy. Sao cô bán vô mặt nè. Quá phải cái nữa. Nhường mình chấp. Dăm ba. Nghe đồng H2 vừa hết rồi nha. Dăm ba H2 mình chấp. Từ từ chờ đó. Bêm đúp lên nè. Để anh chờ tới đích rồi anh chờ cho yên tâm. Nãy giờ bêm đúp trên đúp gió thôi. Giờ bêm đúp đúp gió, bêm đúp lên nè. Sao? Bấm nhầm cái nút quẹo. Sao H2 thích làm sao? Anh thì mất tiêu luôn. Bị chảy nhớ rồi chờ xíu. Anh Thiện mất tiêu. Bị chảy nhớ rồi chờ xíu. Anh Thiện chảy nhớ rồi mọi người chờ xíu. Đâu đang không nhớ mà. Ây da. Còn gì đốt tiêu rồi ta. Thôi nấp gió đó gì à. Em nấp gió hả, nấp anh. Ý là em không có cúi người xuống á. Chạy một lần nó khác hẳn luôn các bạn. Phải nói là nó feel dã man luôn á. Sướng thiệt sự. Ô, hiện thấp rồi. Thua rồi. Nãy dết ngàn bị chạy nhớt thôi. Thua rồi. Đi âm cô cái đó mà bị thu khô là thua rồi. Có còn em ship nhất tới không anh Thiện ơi? Xe Thiện chạy giống như xe xì bo vậy đó, phải đem theo bình nhớ đấy luôn. Giờ mình bắt bay á. Quá ba, có vô lăng âm cua có khác ha. Chứ sao? Ghê quá. Không, vô lăng bên đây đâu lăng. Qua luôn. Đang âm cua lên số luôn. Đó. Trời ơi, chơi mà chơi ép xe. Rồi pha hồi nãy đang âm cua lên số cái nó bước nó vượt mình luôn đi, mình đã rồi. Quá
Về đi. Được đấy. Nhưng mà chúc anh đi may mắn là sao. Ôi, được thế. Từ từ hỏi. Ôi, vô đường này sương mù dã man luôn. Thôi vừa đụng cái tông xe anh thôi. Anh thích cả chuyện. Ok, giờ chạy đàng hoàng nha. Đúng lên luôn. Lâu mình bấm nhầm cái nút quẹo á các bạn, thành ra cái tay lái của xe nó quẹo ngược, nó hơi không có đúng thực tế lắm á. Thì mình phải đè cái nút gió, mà cái nút gió nó nằm trong cái D-pad của vô lăng, cho nên là khi mà bấm thì nó sẽ dính nhầm. Mình chạy vậy có nhanh quá không? Thiện với cụ đâu mất tiêu rồi. Tại á. Chạy ra cao tốc đi, chạy ra cao tốc đi. Này đang đổ đèo đúng không? Giờ không đua nữa, giờ anh ôm cua nha, đừng có đụng xe anh á. Ok ạ. Ơi, anh dừng lại đụng ngủ nha. Ôm cua lố rồi. Ôi, cũng ôm cua này. Rồi, ra tới cao tốc rồi. Ủa, thường là người ta đứng sát bên cua xong người ta mới ôm, hay là người ta đứng bên kia ta ôm qua cái gì? Hả? Thường là người ta đứng sát cái cua người ta ôm, hay là người ta đứng bên kia cái đường, đứng bên kia cua người ta ôm qua? Từ ở trong lấy vô. Ê, từ ngoài lấy vô chứ, nhầm. Ê, ra tới cao tốc rồi kìa. Ok, bây giờ đợi cụ với lại Thiện. Chán thằng thanh niên giết ngàn, chạy ngàn cây số trên giờ mà đuổi không kịp. Không nói thật á, mình đua xe ở đây các em. Nghe đồn, nghe đồn cụ tới rồi, cụ tới rồi. Cái tướng ngồi cụ đang ôm cua. Không thích thôi. Rồi, cụ xuống dưới cỏ rồi. Ok, cụ vô đây bây giờ đua nè, đua dán đầu tiên. Hai dán đầu tiên sẽ để đồ nha. Mọi người có đồ gì xịn gắn hết lên xe cho nó mạnh, thiệt là mạnh nha. Và mọi người chạy không có núp gió với nhau nha. Chạy mọi người một lên thẳng luôn, đừng có núp gió, đừng có đi sau cái đường người kia, tại vì núp gió thì xe nó sẽ chạy rất là nhanh. Nó không có thật lắm. Là không núp gió sau xe khác thôi, chứ mà cuối xuống đường. Cuối xuống thì được, nhưng mà được như Khôi chạy trước đúng không? Thì mọi người đừng có chạy sau lưng Khôi là được. Ok, mọi người gắn đồ vô đi rồi chơi nè. Bốn chiếc với nhau. Điện chưa? Rồi mà. Ta chắc chắn thua rồi. Ok hết chưa? Rồi vậy Khôi đếm đi Khôi. 1 2 3
333 km/h. 330 rồi. 330 là gọi là hết ga của con này, không lướt gió nha các bạn, có nghĩa là không có bị xe trước cản gió đó. Ok, bây giờ quay để xuống dưới kia, xong rồi quay lại, bắt đầu mọi người tháo hết đồ ra chạy thử xem là xe nó bao nhiêu. Cũng không, không lấy gió của nhau nha. Lấy gió được mà không lấy gió của nhau. Sao mình không đu từ đây, mình đu ngược xuống nè. Thì đu từ đây đu ngược xuống nè. Nghe đồn Suzuki ngàn xe zin. Ok, bây giờ tháo zin hết chạy cho nó công bằng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo đồ xe trước nha. Và Vehicle Performance. Tháo đâu hả? Đồ của mình là đồ vàng và chỉ có đúng một cái phuộc là màu hồng thôi. Thì bây giờ mình sẽ gỡ hết. 29 đồ zin gỡ hết đi, vô đồ zin cho mọi người. Đang tháo. Không về zin đúng không? Hả? Sao Thiện? Đang tháo. Ok. Rồi 29 hết nha. Đấy sao là 29? Đã tháo. Ở đồ zin của anh xe 29 mà. 229 điểm. Điểm của em là 226 nè. Quay hàng gì, con bêm đất lúc mà zin nó hơn là phải rồi, đồ zin nó cao hơn nhiều. Dạ mình thua đỡ rồi. Em coi là ăn đứt nữa nha. Đồ zin em là 230 nè. Sao mấy xe nó đồ zin cao dữ ta, hàng gì hồi đó test zin con H2 với bêm đất H2 nó thua. Mà gắn đồ thì H2 nó méo ăn. Nó ăn đó, không, H2 gắn đồ H2 ăn đó. Không, hồi đó con bêm đất nó bị lỗi em. Nó tụi nhà phát hành game nó set con bêm đất mạnh lắm. Xe zin mà chạy 300 mấy luôn, dã man. Mấy này thích bêm đất. Chắc thời đó bêm đất nó đang nổi tiếng. Rồi ok. Đều nha, nào mà Khôi nha, đếm tới 3 rồi mới chạy. Nãy giờ nãy anh thấy Khôi đếm xong rồi chạy trước luôn á. Thiện đếm đi Thiện. Cụ vô. Rồi. 1 2 3. Quên bỏ tạm. Khoan lại đi. Toan rồi. 2 3 chưa gì không chạy luôn, mất tiêu. Ôi ơi, sàn Khôi nó mới bay kìa. Gì anh? Bây giờ bấm kèn đi, mọi người có nghe tiếng kèn không? Nghe kèn của anh không? Nghe kèn xe anh không? Có ai nghe không? Yếu lắm luôn. Hello, có ai nghe? Ok, nghe. Nó lớn mà, mọi người chỉnh lên. Từ, bây giờ anh thấy xe ông trước không? Bây giờ xe ông trước mà nó mà vừa nghe qua mình cái mình chạy nha. Ok, con xe con nha. Ok, chuẩn bị nè. Lật thô. Nó không đều. Khỏi đếm dính chân nó đều mà, em nhanh đều nè. Xe cầu quăng đất rồi, xe cầu quăng, thấy mọi người lắm. Lại tuyết rồi. Nghe mùi tuyết tới rồi các bạn. Núi rồi. Mạnh con núi. Rồi xong, tiếc rồi. Mình ghét nhất là tiếc trong này luôn, nó xấu, nó ghê luôn. Cái người nó trắng toát luôn. Zin của con H2 mà không núp gió người khác là 295, 296, 297, 298. Ờ, con cua này cái đã. Rồi, bị tiếc rồi. Thôi, bị tiếc cản rồi, chạy hết nhanh được rồi. Nhưng mà Zin độ xu năng hơn hẳn luôn. Ờ, em ăn sâu quá, zin đi rồi. Ừ, tùy giờ cái đồ zin trong game nó set á. Vậy là do game nó set cái đồ zin chứ không là do thông số xe thật. Hàng dị game này người ta chữ không, bây giờ như là một con chó. Giờ là cái game nó làm bậy quá. Người tuyết hẹn. Người tuyết tuyết chạy bị giảm tốc độ nhiều lắm luôn. Chạy chậm luôn, chậm hẳn luôn. Thôi bây giờ đợi qua hết tuyết rồi tụi mình sẽ test tiếp nha các bạn. Chứ bây giờ tuyết không thể nào chạy được. Ok. Rồi ok, và sau bao nhiêu lâu đợi chờ thì hiện tại là tuyết đã tan hết rồi. Và tụi mình quyết định với nhau là gắn hết đồ full vô nha các bạn. Không xài xe zin nữa, tại vì xe zin của mình là 219, cá mập là 223 và xe cù là 230. Thì các bạn thấy một sự chênh lệch rất là lớn luôn. Cho nên là quyết định gắn hết tất cả là 280 ha. Rồi, ba tiếng kèn nè. Từ từ Thiện. Thiện lùi vô đi Thiện. Rồi. Xu đề ba nhanh á.
3 con H2. Chậm 3 con H2. Ôi! Ba con H2 sao vậy lại em? Ok, vậy là quyết định biết được kết quả là con nào thắng rồi đúng không các bạn? Đó, xe anh ăn mà. Tại vì xe lúc nãy là em lên là do nó mất gió xe anh ơi, đúng không? Đâu? Có, anh nghe tiếng máy xe em nó lên, lên cao lắm luôn. Ui, trời trời trời. Em chạy bên hông á, có em chạy bên hông á. Nhưng mà em không lên được anh. Hả? Em không lên được anh, em đâu vừa được đâu. Lúc mà em lên là nó có con kia container chạy hơn cao vậy. Thôi thôi, lại nè. Đừng đối thừa em. Gián đầu tiên, mình ăn ha. Không biết là lý do gì đó nhưng mà ok. Dạ, em nè. Ừ, thanh niên rồi. Rồi, ok. Ok, tiếp tục nha mọi người. Nè, lần cuối nè. Đó, đây là cảnh nè. Một thanh niên bị ba thanh niên. Nghe thấy. Dạ, em. Trời ơi, kỹ thuật có người muốn đi cho luôn, vậy muốn không ăn. Ôi, kìa. Không sao mà ăn nổi. Em chán rồi, em có 258 đó luôn. Dữ lắm, được 200 rồi. Đấy, hai ăn hết su và bêm đúp thì không thấy đâu luôn. Không bêm đúp lên nhưng mà chạy còn lâu. 313 km/h. Đấy là 300 rồi. Ui, nghe đồn. Nghe đồn không thấy khói đâu. Không, nãy bị đi 300 rồi. Ờ, chơi lại nè. Lỡ gì? Biết khói có nhiều lý do mà. Không, bây giờ cho người ta đếm đi. Em với anh chạy chung. Ok, chơi. Cho thì anh đếm đi, anh với em solo thôi nè. Ok, nhưng mà mình là nghe tới ba mới chạy nha, chứ không cần canh gì. Ừ, biết rồi, vô đây. Rồi, ai máy bay vậy? Vô. 1-1 thôi nè. Xong rồi okay, báo nha. Thì thắng bị ư là bấm thắng luôn mà. Rồi, đi lùi xuống xíu. Đếm đi anh Thiện ơi. Ok. Ok. Ba. Ok, thích ba chạc ăn, ok. Chờ nó đi, thích ba chạc. Ba trăm hai mươi bốn km/h, có đoạn được 300 xuống dốc. Em được 325 á. Mắc tua 325 á anh gì? Ừ, anh mắc tua được 330. Này thì gà. Rồi ok, vậy là các bạn đã thấy kết quả rồi ha. Con này ăn bêm đúp nếu mà đồ full, nhưng mà so với đồ zin thì đương nhiên là bêm đúp ăn rồi. Tại vì 223 điểm so với 219 điểm thì nó cao hơn rất là nhiều một khoảng luôn. Và nó sẽ ăn được con này. Rồi, và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game The Crew 2 này. Và hẹn gặp lại ở video sau. Chào các bạn. Bye bye.